Rồi, chào tất cả các bạn. Thì cái video clip này cũng với là một cái mục đích là gì, là khích lệ anh em. Khích lệ những anh em nào lúc nào cũng than vãn rằng là gì, khi mà chạy về cái phần tài xế xe công nghệ có nhiều anh chàng á, là than vãn nào là ít cuốc hay sao vân vân. Và thường hay đổ lỗi cho một cái vấn đề gì đó, thì là người ta chưa ép mình hay sao. Nhưng thực sự thì để có cái kết quả này thì Thành cũng xin được nói thật sự các bạn là gì, là Thành phải bỏ công sức ra rất là nhiều. Rất là nhiều. Và thực sự là gì, là để cho các bạn cùng xem. Không có ai có thể cho các bạn xem được cái phần thực sự, cái mức thu nhập của nó. Nhưng chỉ riêng là Thành muốn cho các bạn xem với mục đích gì, là khích lệ tinh thần các bạn. Đừng bỏ những cuốc ngắn nha. Có nhiều bạn lại chỉ thấy cuốc ngắn là bỏ, Và mục đích của cái video clip này không phải là để khoe, nhớ cho kỹ nha. Ai cũng có thể làm được. Và đồng thời các bạn biết là gì, Thành là người kiếm ít nhất đó. Kiếm ít nhất đó. Mà trong đội có mấy anh em còn gấp đôi mình, nên nói cho các bạn nghe, bạn giật mình chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem thử nha, là giá là bao nhiêu thực sự nha. Là bây giờ đến ngày hôm nay, bây giờ là 7 giờ tối nè, ngày 30 tháng 9 là ngày là coi như là kết thúc rồi đúng không? Đó, 7 giờ tối. Rồi, bây giờ Thành sẽ mở và cho các bạn coi thưa, cộng dồn suốt cả một tháng nay nó là bao nhiêu tiền nha. Ok, chuẩn bị. Rồi nha, các bạn xem nha. Đây là ngày 31 tây tháng 6. Từ ngày 31 đến ngày 6 tây tháng 9 là 31 tháng 8 đó, là 13.307.000. Thì bây giờ tính là chẳng là 13 triệu thôi. 13 triệu. Rồi kế tiếp nè. Tuần kế tiếp là từ ngày 7 đến ngày 13. 12.900.000, cho tính chẳng là 12 thôi. 13 với 12 là nhiêu? Là 25 triệu. Rồi kế tiếp nè, từ ngày 14 tây nè đến ngày 20 tây nè. 12.400.000 cũng tính là 12 triệu thôi. Là 25 triệu với lại 12 triệu là nhiêu? Là hết 37 triệu. Đúng chưa? Rồi 37 triệu nè. Rồi tuần kế tiếp nè, từ ngày 21 đến ngày 27 nè, 12 triệu nữa. Đúng không? 12.600.000 tính chẳng 12 triệu thôi. Là 37 với 12 là nhiêu? Là 49 triệu. Đúng chưa? Rồi kế tiếp nè, 49 triệu. Rồi đến ngày hôm nay, đến ngày hôm nay thôi nè. Đó, đến ngày hôm nay là 4.100.000. Đúng không? 49 triệu cho tính chẳng là 4 triệu thôi, là nhiều, là 53 triệu. Ok, vậy là tổng là 53 triệu tính chẳng thôi nha, 53 triệu. Rồi đấy, 53 triệu. Bây giờ Thành tính là chẳng là 50 triệu thôi nha. 53 triệu, tính chẳng là 50 triệu. Hồi nãy chắc cộng lắc nhắc là cũng được 1 triệu mấy, là cũng 55 thôi, tính chẳng là 50 thôi. Thì 50 đó thì mình trừ cho 28.6%, cho trừ chẳng 30% luôn, là trừ 15 triệu tiền phí. Đúng chưa? Là có phải là một tháng Thành đóng ít nhất là 15 triệu tiền thuế vô nhà nước không? Đúng không? Đúng chưa? Chứng minh cho bà coi thấy nha, là coi như là gì, là Thành còn lại là 35 triệu thu nhập. Rồi sau khi trừ chi phí xăng cộ là cũng cỡ 5 triệu, còn 30 triệu. Còn trên dưới 30 triệu. Thì đấy các bạn thấy không, chỉ là một lao động tài xế công nghệ thôi. Do đó các bạn, những bạn mà làm văn phòng hay gì đó, xem lại kỹ nha. Đừng xem thường tài xế xe công nghệ. Bạn gì, bản thân tôi cũng đã từng làm văn phòng, tôi đã từng làm giáo viên nhà nước rồi, tôi biết vậy. Ngày xưa tôi không có đi dạy đâu, thì các bạn nghe đó. Nhưng mà cái con số 30 triệu này, thì sau khi mà trừ toàn bộ cái chi phí đó, thì tôi cũng không còn dư được bao nhiêu. Thật sự các bạn nghe, cũng không có còn dư được bao nhiêu. Thì tức nghĩa là các bạn thấy rõ ràng cái mức sống ở trên nước Sài Gòn này nó rất là cao. Thì hỏi những các bạn công nhân khác sống một tháng 6-7 triệu sao sống, 10 triệu. Rồi bây giờ hỏi thật sự, giờ kêu tôi đi làm, tôi làm sao? Tôi làm cho ai nữa? Đã chạy xe công nghệ quen rồi, thực sự tôi muốn làm cho ai? Tôi chỉ muốn kinh doanh online, nó làm về
Tôi thích về mảng affiliate marketing, chứ tôi không thích đi làm cho ai nữa. Rõ ràng ai có thể trả tôi được 30 triệu một tháng? Tôi nói ví dụ vậy thôi. Thì cái này là một cái video clip cho các bạn để khích lệ những bạn đang làm việc theo tài xế xe công nghệ. Hãy nhìn, đây chính là mọi nỗ lực cố gắng của tôi. Và tôi không từ bỏ cuộc nào hết. Và đồng thời là gì? Là tôi cũng rất là siêng năng. Rất là siêng năng. Tôi biết vậy là ngày xưa tôi cũng chẳng thèm tham gia vô nhà nước để làm gì cho mệt. Nè, quốc nổ nè, thấy chưa? Chuẩn bị đi chạy. Chạy tiếp nè. Rồi vậy nha, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Thấy rõ ràng chưa? Đó. Thu nhập. Nói lên. Với một mục đích là gì? Là khích lệ tất cả các bạn.